xác định số oxy hóa của Lorin trong các chất sau, đúng không? Đã có một số chất ví dụ sau đây, ví dụ như là CnL2 nè, tôi ghi hết cái hợp chất này nha, đơn chất hợp chất kia, HCl, HCLO, right, HCLO2 và HCLO3, HCLO4, đúng chưa? Rồi xác định số oxy hóa của Lorin trong các hợp chất này. Thì trong đơn chất thì CnL mặc định là không, không, các bạn học rồi, đúng chưa? Rồi HCl thì H là cộng 1 này, H là cộng 1, CnL là trừ 1. Nhớ nha, H là cộng 1 trong hợp chất rất là hay gặp luôn. H là cộng 1 trong hợp chất, O là trừ 2 trong hợp chất. Cu này cộng 1, cu này trừ 2, thì thằng cu này sẽ là cộng 1. Cộng 1 cộng 1 bằng 0, 0 trừ 2 bằng 0. Đó là basic. Thuộc thì trái qua phải rất là dễ, không thì chỉ cách các bạn làm. H là cộng 1, O là trừ 2, cái này không biết đặt là x đi. Cộng 1 cộng x trừ 2 nhân 2 bằng 0. Là cái tính số oxy hóa hồi xưa mình học đúng không, trong cái phần học kỳ 1 đây. Rồi con tự bấm nha, x sẽ bằng mấy nhỉ, cộng 3, đúng chưa, dưới x bằng cộng 3. Các bạn tự lấy máy tính mà tự giải xịp son hoặc là nhẩm, tôi không biết như thế nào đó đúng không? Trong trường halogen khi mà tính số oxy hóa này các bạn nhẩm mới được. Rồi H là cộng 1, O là trừ 2, vậy là CnL này là đặt là x đi, vậy là cộng 1 cộng x trừ 2 nhân 3 bằng hộp dịch, x bằng cộng 5. Tự bấm đi, máy tính nha, bấm bằng cộng 5. Rồi, ok ha. Tương tự như vậy, cộng 1 trừ 2, oxy mặc định là trừ 2, rất là hay gặp trừ 2, không phải là mặc định trong phần trăm, nhưng mà 99,99% là oxy là trừ 2. H là cộng 1, CnL không biết gì hết, thật là ít. Rồi trừ 2 chỗ này sửa lại thành số 4, đúng không? Sửa lại thành số 4. Rồi cái này giải ra tất nhiên là cộng 7. Rồi, ok, bỏ hết nha, ít là cộng 7. Rồi xong. Câu B, từ các số oxy hóa của Lorin thấy tại sao CnL2 vừa tính oxy hóa vừa có tính thử. Không ạ. Thì các bạn thấy rõ ràng là CnL2 câu B đúng chưa? CnL2 từ 0 này các bạn thấy không? Đơn chất là 0. Nó có năng biến thành -1 là giảm. CnL có số oxy hóa là 0, có năng giảm xuống số quá -1. Thì khử cho tăng O nhận giảm, giảm giảm giảm, O nhận giảm, O nhận giảm, vậy là nhận nghe vào và giảm số oxy hóa sao quấn, vì CnL trong trường hợp này đóng vai trò là một chất O nhận giảm, chất oxy hóa, đúng chưa? À, đó trong trường hợp chất oxy hóa thì tương tự như vậy ha. CnL có xu hướng tăng lên mấy các bạn, cộng 1, cộng 3, cộng 5 và cộng 7 theo các hình minh họa, số quang minh họa phía trên của A, thấy chưa? Thì nó có khả năng lên cộng 1, cộng 3, cộng 5, cộng 7 thì tự CnL không đó, tăng lên như vậy đóng vai trò là một chất gì ạ? Chất khử, đúng không? Khử cho tăng O nhận giảm, giảm là xuống -1 hoặc là tăng lên cộng 1, cộng 3, cộng 5, cộng 7 đóng vai trò là một chất khử. Vậy lúc này chúng ta đã chứng minh được tự oxy hóa của CnL ở câu A, mà đã chứng minh được tại sao CnL2 vừa có tính oxy hóa vừa có tính thử trong các phương trình. Đơn cử như ví dụ như CnL này, CnL2 chẳng hạn nhé, sẽ tác dụng với ai các bạn? Đó là tác dụng với nước nè, hoặc là tác dụng với ai? AOH, KOH thì đó, đun nóng tay độ hoặc là không, nhiệt độ loãng, nhiệt độ thường. Trong tài liệu tôi gửi cho các nhóm học của mình cũng có nói này. Đã có gì không rõ thì các bạn bình luận ha, câu này khá là hay đấy.